Chào các bạn, đây là chiếc LG L3, sản phẩm chính hãng vừa có hàng tại Mai Nguyên. Đây là sản phẩm được hỗ trợ hai sim khác với chiếc L3 đang được bán trên thị trường. Thì đây là một số thông tin cơ bản của chiếc máy này. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android với màn hình là 3.2 inch, hỗ trợ hai sim hai sóng, CPU là 800 MHz, camera 3.2 megapixel, pin có dung lượng là 1500 mAh. Sản phẩm được thiết kế theo dòng L Style của LG. Đây là sản phẩm nhằm vào phân khúc tầm trung và giá rẻ của LG, được hỗ trợ hai sim hai sóng. Đây là sản phẩm sẽ cạnh tranh chính thức với một số dòng sản phẩm hai sim hai sóng chạy hệ điều hành Android của Samsung hiện nay. Đây là chiếc LG Optimus L3. Sách hướng dẫn sử dụng có tiếng Anh và tiếng Việt rất là dày, kèm theo là một cây bút cảm ứng. Đây là cây bút cảm ứng điện dung. Một cục pin, một adapter sạc, một cổng cáp micro USB, một cái tai nghe. Hiện tại mình đang cầm là LG L3 2 sim. Đây là mặt trước của máy. Phía dưới cái loa đàm thoại thì có logo của LG. Đây là 4 phím điều khiển cảm ứng trên chiếc LG này. Đó là phím menu Home, Back và có thêm một phím chuyển sim. Tất cả 4 phím này đều được thiết kế cảm ứng. Đây là cạnh bên tay trái gồm có nút điều chỉnh âm lượng. Đây là cạnh bên tay phải. Cạnh trên có một nút nguồn và jack cắm tai nghe 3.5 mm. Cạnh dưới có cổng micro USB và microphone đàm thoại. Xung quanh máy có một cái viền sáng. Đây là mặt sau được thiết kế với vỏ được thiết kế nhám, có logo của LG. Ở đây là camera 3.2 megapixel, máy không hỗ trợ đèn LED trợ sáng. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp lưng này. Đây là khe sim, sim 1 và sim 2 được thiết kế đối đầu vào nhau và được thiết kế ở dưới pin. Đây là cái khe cắm thẻ nhớ. Máy được tặng kèm một cái thẻ nhớ 4GB. Ở đây mình có một chiếc máy LG Optimus L3 đang bán trên thị trường. Chiếc LG Optimus L3 này có mã là E400 và L3 Duo SIM thì có mã là E405. Hai máy có thiết kế hơi khác một chút, tức là LG L3 này thì được thiết kế hơi buông hơn so với chiếc L3 Duo SIM, được thiết kế bầu các góc. Đây là cạnh phía bên tay phải. Cạnh trái vẫn có phím chỉnh âm lượng. Cạnh trên không khác nhiều lắm. Đây là cạnh dưới. Và đây là mặt sau. L3 có camera là 3.0 MP, trong khi L3 Duo SIM có camera 3.2 MP. Ống kính camera, cái phần camera cũng hơi khác so với L3 Duo SIM. Nắp sau vẫn được làm nhám, giống như các sản phẩm vẫn được làm nhám. Ở đây mình sẽ thử cái bút cảm ứng điện dung này.
Thì cái bút cảm ứng điện dung này sử dụng vừa là cây bút vừa là chúng ta có thể là gắn vào cây dắt cắm tai nghe để sử dụng. Thì cái bút này có thể là kéo dài ra để mà sử dụng. Sản phẩm chạy phiên bản Android 2.3.6, hỗ trợ DirectX VOD. Ở phần notification có hai cái khe SIM, hai cái hình biểu tượng SIM, màu SIM xanh và SIM đỏ. Khi mà chúng ta bỏ SIM vào thì hai cái biểu tượng SIM này sẽ hiển thị sóng. Máy được hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt. Cái bút cảm ứng điện dung này cũng có thể sử dụng được trên 4 phím điều khiển cảm ứng ở dưới phía dưới này. Đây là các icon menu bên trong. Mình sẽ thử duyệt web trên chiếc LG L3 Dual SIM này. Khả năng duyệt web trên máy cũng tương đối ổn. Đây là zoom đa điểm, chạy rất nhanh. Khả năng duyệt web trên chiếc LG này rất là tốt, cảm ứng cũng rất là nhẹ. Mình sẽ thử vào một trang báo mạng. Duyệt web rất là tốt. Những chức năng bên trong thì không khác gì lắm so với chiếc LG L3 đang bán trên thị trường. Ở phần cài đặt thì sẽ có thêm một cái chức năng, đó là cài đặt SIM kép. Đây chúng ta có thể tùy biến SIM, sử dụng SIM 1 hoặc SIM 2 hoặc là cả hai SIM. Gác dữ liệu mạng đúng không ạ?